Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ sử dụng nồi chiên không dầu Tefal để thực hiện các thực phẩm và xem nồi chiên không dầu Tefal 201 hoạt động như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ có món là món khoai tây chiên của mình, cùng với đấy là món thịt cuốn phô mai cùng với thịt gà tây. Mình sẽ nấu hai món này cùng lúc. Tuy nhiên là với món khoai tây chiên thì mình cần một khoảng thời gian dài hơn và mình sẽ nấu ở ngăn bên dưới và nấu trước. Còn với món thịt nướng, với món thịt của mình thì mình cần ít thời gian hơn và mình sử dụng ngăn bên trên với khoảng thời gian là 20 phút. Còn với khoai tây chiên mình sẽ sử dụng khoảng thời gian là 40 phút. Và giờ thì mình sẽ bỏ dần cái thực phẩm của mình vào trong nồi chiên. Để cho món khoai tây chiên của mình có thêm một chút hấp dẫn thì mình sẽ bỏ thêm một chút dầu, chỉ một lượng rất là nhỏ. Này. Với cái lượng dầu này thì theo cách chiên thông thường thì các bạn sẽ không bao giờ đủ để chiên một cái lượng khoai tây của mình là tầm được khoảng chỗ đây là 7 lạng. Sau đó đậy nắp lại. Và các bạn lưu ý là với nồi chiên không dầu Tefal thì ngoài cái việc cắm điện xong thì các bạn kiểm tra lại cái công tắc ở ngay chỗ phần cắm điện, nó sẽ còn phải bật công tắc lên thì điện sẽ vào nồi. Và sau khi vào nồi xong này, bạn đã chuẩn bị xong thì bạn chỉ cần bấm khởi động thì sẽ có biểu tượng hai số 0 và cùng biểu tượng thời gian, và bạn có thể lựa chọn được thời gian cho món khoai tây chiên. Mình sẽ sử dụng 40 phút để chiên. Sau khi lựa chọn xong phần 40 phút, mình bấm vào biểu tượng 2 trong 1 để lựa chọn cho món thứ hai. Với chương trình 2 trong 1 là được sử dụng để thiết lập cho nấu của ngăn thứ hai. Ngăn thứ hai này thì chương trình cũng được thiết lập là với các bốn chương trình nấu khác nhau là phù hợp với các loại thực phẩm. Bạn ấn lần 2 trong 1 lần thứ nhất thì nó sẽ có biểu tượng của loại thịt thực phẩm thái miếng. Bạn ấn thêm lần nữa thì nó sẽ ra chương trình của thịt gà. Và bạn bấm thêm lần nữa ra chương trình của cá. Và tiếp theo là chương trình của các loại thịt thái miếng. Thì ở đây thịt của mình là thịt miếng, nên là mình sẽ để hình ảnh thịt miếng. Và mình cần có 20 phút. Vậy mình sẽ tăng cái thời gian của cái phần nấu ngăn thứ hai lên thành 20 phút. Và sau, bây giờ thì mình có thể bấm cho máy khởi động. Thì máy sẽ khởi động và làm chín cái phần khoai tây bên dưới đến khi còn thời gian 20 phút. Máy sẽ có cái âm thanh báo hiệu là đã hết 20 phút và mình cho tiếp cái thực phẩm thứ hai vào. Bạn có thể nhìn thấy là nồi Tefal hoạt động và phía bên trong ngăn bên dưới có một cái chân giống như là một cái bàn xoay, và cái thực phẩm sẽ được đảo đều dựa trên khi mà cái chân giống như cái bánh đạp này nó sẽ xoay đều. Và sau một khoảng thời gian là 19 phút thì món khoai tây của mình đã gần như là sắp được. Mình cũng đang ngửi thấy mùi rất là thơm. Bạn có thể thấy đó, khoai tây được chín rất là đều, vàng đều, nhìn hấp dẫn và bắt mắt. Và gần đến thời gian còn 20 phút thì đồng hồ của nồi sẽ có báo hiệu và mình sẽ cho thực phẩm thứ hai vào.
Đấy, bạn sẽ thấy là đúng tròn 20 phút. Và đây là một dụng cụ hỗ trợ bạn để bạn có thể gắp cái khay ngăn thứ hai mà không hề bị nóng. Và có thể nhấc khay ngăn thứ hai lên và cho thực phẩm ngăn thứ hai vào. Như vậy. Bây giờ bạn sẽ đặt nồi lại và cho rồi bắt đầu khởi động. Máy sẽ chạy nốt phần 20 phút còn lại để làm chín cái phần và nấu đồng thời cả cái thực phẩm, cái ngăn khay bên trên lẫn ngay bên dưới. Như bạn thấy thì mình đã đẩy cái thời gian của mình là hơi lâu và thực phẩm của mình đã chín trước cái thời gian mà mình đặt. Và giờ mình sẽ kết thúc nồi và lấy thực phẩm của mình ra để thưởng thức. Và lần sau thì mình sẽ rút sức kinh nghiệm để đặt một cái thời gian nó phù hợp hơn. Và các bạn thì có thể, nếu như lần đầu tiên sử dụng thì có thể theo dõi quá trình chín của thực phẩm và xác định cái thời gian nấu phù hợp hơn. Như vậy là mình giờ sẽ thử cái kết quả của mình. Món thịt gà tây của mình thì đã chín. Đây là món khá là to. Đây là món thịt cuốn phô mai. Và như bạn thấy thì món khoai tây của mình hoàn toàn là đã chín rất là đều, vàng đều và nhìn hấp dẫn. Như vậy là các bạn có thể thấy là mình đã xong hoàn thiện hai món thực phẩm của mình và mình không hề phải chú ý gì hết. Với nồi chiên Tefal thì hoàn toàn chương trình nấu là mình rất là gần như là nó đã tự động nấu và mình chỉ mất công chuẩn bị đồ ăn trước khi đấy và cho vào. Còn trong quá trình nấu thì mình chỉ cần đặt nồi, đặt thời gian và thỉnh thoảng ngó thực phẩm. Rất là tiện lợi cho việc nấu và chiên. Và nó còn đảm bảo sức khỏe nữa vì nồi chiên Tefal là sử dụng gần như là không dầu hoặc ít dầu. Ví dụ như với khoai tây chiên thì mình chỉ còn cho một xíu vào để cho khoai tây ngon hơn. Còn với phần thực phẩm bên trên là phần thịt chiên của mình thì mình gần như là không phải cho một chút dầu mỡ nào. Và như vậy là mình đã hoàn thiện xong món ăn của mình với nồi chiên không dầu Tefal. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Để đặt mua sản phẩm hay muốn trở thành nhà cung cấp sản phẩm của Đức, xin mời các bạn liên hệ Facebook chuyên trà hàng sách tay Đức, hàng nhập khẩu Đức, hoặc vào website duc-việt.com, hoặc liên hệ trực tiếp với mình qua số Viber Zalo bên dưới. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem clip.